Đây là cây của bạn Toàn đây. Mình mới vừa bứng vào rồi nha bạn Toàn. Đây, hiện tại mình cho một bồn đất rất là to để cho cây vận chuyển đi cho khỏe, đến tay người nhận an toàn nhất có thể. Hiện tại cây này về là bạn khi mới về đến thì bạn để trong bóng râm một xíu nha. Rồi bạn tưới nước, sáng tưới một lần, chiều tưới một lần. Vừa ướt thôi, đừng ướt quá tại vì mình mới vừa động rễ á. Để trong bóng râm khoảng chừng một tuần hơn thì bạn hãy di chuyển ra nắng trực tiếp. Tại vì cây là chịu nắng, cho nên khi mà cây đã khỏe lại rồi thì bạn để ngoài nắng để cây phượt lá dưới bông trổ lên sẽ đều cây. Rồi mình xin chân thành cảm ơn bạn đã ủng hộ cây bên mình nhé. Chúc bạn dồi dào sức khỏe và luôn thành công.